Hello, hello, xin chào cả nhà. Thì hôm qua cả nhà mình được cái lộc là mình được 3 ký thịt. Không đâu xa trơn, đó chính là 7 mình cho. Mà nguồn gốc là từ của anh Tý, 70 cho anh Tý. Mà lâu lâu mình diện cái thấy ổng còn để trong tủ á, thành ra cái 7 kêu lấy đi. Bây giờ kho một nồi hoành tráng luôn nha cả nhà. Thì làm sao mà ăn hết đây? Ăn hết cái nồi này chắc quýt luôn quá, 3 ký. Thành ra là mình múc vô hũ, mình chia đem vô sáo, đem vô bà mẹ Việt Nam anh hùng của mình và cái ông anh rất chi là đáng tôn kính của mình. Chỉ biết là ăn rồi ôm gà đi đá nhưng mà vẫn phải đem vô, tại vì sáo ở chung á đó. Thịt nhiều như vậy mà ăn một mình là quýt luôn. À, phải chia sẻ nha, cả nhà thấy đừng có thấy vậy mà nói là mình ăn hết cái nồi này, không có đâu, phải chia sẻ. Đây, cái keo này là cái keo của mẹ anh Khá cho hột vịt bữa hổm để vô, té được cái keo đó, múc xuống là giật xuống nửa nồi luôn rồi. Anh đừng có múc mỡ nhiều, múc vô đây đi, lấy mà múc múc em không, nó chảy cái nào cái keo à. Bữa nãy quên, phải định múc đi thì đừng có hâm cho nóng, quên múc đi đó. Bạn có một nồi hoành tráng luôn, để là hồi tối em lát mỏng rồi em quắn với đậu bắp rồi em nướng xông khói mấy lạng rồi đó, mấy trăm gram cũng cả 5 lạng à, cũng cả nửa ký à. Bây giờ còn bao nhiêu đây đó. Cả nhà ơi, mình được cái lộc gì mà lớn lớn hoặc là bất thường á, so với ngày thường á, là mình cũng đều chia sẻ nha cả nhà, chứ ôm một mình là ăn vô là quá trà dư đạm. Nói cái gì cũng vậy, thấy lộc ở trên cho hoặc là người thân cho gì các kiểu mà ôm một mình hết là không có nên, nguy 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 nan. Ủa không nên chứ lộn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã coi một cái clip em chia sẻ về cái nồi thịt. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà là luôn vui vẻ nha. Bye 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 bye.